Sau khi nhặt và rửa rau như bình thường thì ngâm rửa tiếp bằng nước muối, giấm hay baking soda. Để biết đây có phải là cách làm tối ưu giúp đảm bảo an toàn thực phẩm không? Quý thính giả nhớ nghe tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đăng Quang, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30. Với sự tham gia của anh Bùi Hoàng Lâm, tác giả cuốn sách Gói chữ thành thơ nằm trong tủ sách Tâm lý học tuổi trẻ, chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50 bàn luận chủ đề Gia đình dưới góc nhìn người trẻ. Bộ môn điền kinh tại SEA Games 31 liên tiếp đạt thành tích vang dội, góp phần củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương. Nguyễn Thị Huyền cùng Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Ngọc của đội điền kinh đã xuất sắc đem về những tấm huy chương vàng đầy quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong đó, cá nhân Nguyễn Thị Huyền đã giành được 10 huy chương vàng sau 4 kỳ SEA Games liên tiếp, giúp cô trở thành vận động viên điền kinh Việt Nam giàu thành tích nhất tại đấu trường khu vực. Quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Huyền trong chương trình mỗi tuần một nhân vật lúc 14:30 và 21:00. SEA Games 31 vừa tổ chức tại Việt Nam được đánh giá là kỳ đại hội đặc biệt thành nhất Đông Nam Á đầy ấn thao 7 ngày lúc 17:00. Chương trình VOV kết nối lúc 18:00 giải đáp một số yêu cầu của thính giả về vấn đề tiền lương đối với người lao động. 22:00 chương trình Chuyện Thầm Kín bàn về chủ đề Nữ quyền trên giường. Chung tay cùng chính phủ hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2000. Đơn âm nhạc của chúng ta phát sóng từ 12 giờ cho đến 13 giờ của trưa thứ bảy, 15 giờ cho đến 16 giờ của ngày chủ nhật và 9 giờ 5 phút đến 10 giờ 5 phút của ngày thứ hai tuần tiếp theo trên tần số FM 99.9 MHz, ứng dụng VOH Radio dành cho điện thoại di động và website.